Đến đây, đến đây. Sơn Nhà Tử, có chuyện gì vậy? Bố, nhìn này. Đừng quản loạn. Dân, để họ dọn dẹp chỗ này cho quan. Đại Lâm, Dương Quý, được rồi. Đại Lâm, đưa mọi người ra ngoài canh gác. Dân, đội trưởng Đình, trước khi đi vào, cậu phải hứa với tôi một điều kiện. Nói đi. Cậu không được làm hại người của chúng tôi. Họ đều là những người anh em ăn cùng mâm với tôi. Tôi không thể đắc tội với họ. Với cả, chỗ này là một bí mật lớn trong vùng núi của chúng tôi. Người ngoài sẽ không thể nào biết. Họ sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới. Cậu sẽ đi vào. Sau khi cậu đi vào, nhất định sẽ đắc thủ. Đinh Lập Phong tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lời. Chính vì điều này tôi không thể hứa với ông. Như vậy đi, sau khi chúng ta đi vào trong, nếu không có bất kỳ sự phản kháng nào, tôi sẽ không nổ súng. Được, tôi tin cậu. Vào đây đi. Đi vào đi. Đi. Đội trưởng, tôi đuổi kịp mọi người rồi. Đỡ hơn chưa? Nhờ thuốc Tam Dũng đưa mà tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Tất cả nghe rõ cho tôi. Mọi người sau khi đi vào, nhất định phải đề cao cảnh giác. Cứu người làm trọng, không ai được phép bắn nếu chưa có lệnh của tôi. Hiểu chưa? Rõ, hiểu. Đi. Chính ủy, chính ủy, bố, bố, chị ấy tỉnh rồi, bố, chị ấy tỉnh rồi, bố, đây, đến đây. Nói nhỏ một chút, đừng để người ngoài nghe thấy. Mau đi lấy nước. Cô gái, tôi đang ở đâu vậy? Cô đang ở Phi Long trại. Cô ơi, cô là giải phóng quân phải không? Tôi đến từ đoàn nghệ thuật giải phóng quân. Không được, tôi phải đi. Cô gái, đừng cử động. Đừng cử động. Cô bị thương nặng. Hai cha con chúng tôi đã đưa cô về đây. Bây giờ cô không thể đi đâu được cả. Vậy tôi có thể gửi một tin nhắn cho giải phóng quân không? Không vấn đề gì, đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ đưa tin này giúp cô. Nhưng bây giờ cô không thể đi ra ngoài. Tại sao? Trại có rất nhiều quy tắc riêng. Quy tắc quan trọng nhất là người của quân đội không được phép bước vào. Cho nên nếu mọi người biết cô đang ở chỗ tôi, vậy thì rắc rối lớn rồi. Cô có thể yên tâm ở đây dưỡng thương. Không có ai đến chỗ tôi cả. Chỉ cần cô không ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì. Bố, nhìn này, người của Ô Cửu lại chết thêm 4 tên. Lần này xuống núi, hắn mất oan tính mạng của 10 mấy anh em. Chắc bây giờ Ô Cửu đang đau lòng lắm đó. Súng của họ đâu? Súng thì vẫn còn. Không biết do ai làm. Tại sao lại không cần súng? Đó chắc là những người xem thường những ngọn lửa này. Hồng Gia, sao tôi thấy những người Ô Cửu gặp lần này không phải giải phóng quân? Điều này, ý cậu là, ông nhìn xem,
Hắn ta đang trên đường đến Chi Giang. Đó là khu vực của Quốc dân đảng. Ô Cửu bắt cóc người và cướp hàng cứu tế, nhưng lại không quay về Bác Diện Sơn. Điều này có phần kỳ lạ. Bố ơi, hay là để con xuống núi xem sao? Ô Cửu không cần người cứu, con xuống làm gì? Xem cậu ta cười đùa à? Con thực sự nghĩ tới điều này. Lão Tam, ở trên thượng nguồn nhìn xuống càng rõ hơn. Ô Cửu chỉ có chút gia tài, không thể nhìn cậu ta mất tất cả. Phái người xuống núi truyền tin, hoặc là quay trở về núi, hoặc là sang ngọn núi khác. Chỉ cần nói thì người ở Bác Diện Sơn chắc chắn sẽ giúp. Hồng Gia đều là người ở trên núi, không thể thấy chết mà không cứu, để người ngoài phải chê cười. Dân đi theo, đi theo đi, nhanh lên, nhanh lên, đi nhanh. Sao cô dừng lại vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Cửu gia, đây là sừng truyền âm của Bác Diện Sơn, chắc là đang tìm kiếm anh. Càng lệnh tìm chúng ta. Dân, phía trước sắp tới rồi, lát nữa gọi một vài người đến để lấy lương thực. Chúng ta ở đây đợi họ quay lại. Dẫn theo một vài người. Dẫn theo kiểu gì? Cậu sợ rằng họ sẽ tiết lộ bí mật. Đúng đúng đúng. Dù sao thì họ cũng không thể sống sót qua núi. Trung đội trưởng Trương, cảnh giác. Dân. Trung đội trưởng Chu, tôi nghĩ đội trưởng Đinh là một người tốt, không giống như những gì anh nói. Trên đường lúc nãy, chuyện về anh trai anh tôi đã nghe nói rồi. Tôi cảm thấy Trung đội trưởng Trương, Trung đoàn chiến đấu núi Phượng Dĩ đã được thành lập từ lâu. Nếu không cho nhiệm vụ này, Đinh Lập Phong vẫn bị giam. Mấy người các cậu vào hang lấy thức ăn ra, đừng kè kè theo ba người họ. Dân, đi, nhanh lên. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Tiếng gì vậy? Đây là tiếng sừng truyền thanh của chúng tôi, truyền từ núi Bác Diện Sơn tới núi Hoàng Ngưu gần đó. Âm thanh khác nhau, âm thanh của mỗi ngọn núi khác nhau. Tiếng từ cái sừng đó có ý gì? Người ở Bác Diện Sơn cho biết họ sẽ cử người tới truyền tin cho Cửu gia. Cửu gia nói rằng họ đang đợi ở đây. Có phải là Ô Cửu không? Đúng, anh ta ở đâu? Âm thanh không xa lắm, có thể là cánh rừng bên ngoài. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Nhanh lên, đi nhanh lên. Lề mề cái gì? Nhanh lên. Đằng sau theo sát. Đi đi, nhanh lên. Tiếp tục theo sát. Đi nhanh lên. Đi. Canh chừng chúng. Ba người đi theo tôi. Được. Nhanh lên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Trói họ lại cho tôi. Chịu đựng một chút, sợi dây thần hơi căng. Được. Lập Phong, cảm ơn cậu đã tới cứu chúng tôi. Chị có sao không? Tất cả đều an toàn. Để tôi giới thiệu cho cậu, đây là Ngô Tiểu Lỵ, đến từ đoàn dân công. Cảm ơn anh. Đây là Lý Văn Thư. Xin chào, tôi là Đinh Lập Phong. Cửu gia, người ở Bác Diện Sơn cách chúng ta hàng chục dặm. Chúng ta đợi người lấy thức ăn về,
Vẫn đợi ở đây sao? Chờ ở đây. Bác Diện Sơn có ý tốt gì chứ? Không phải thúc giục chúng ta trở về núi sao? Cụ già, chúng ta đã mất rất nhiều người, đuổi theo nữa, cậu thì biết cái gì? Chính là vì đã thiệt hại rất nhiều người nên mới không thể vội vàng quay về. Nếu không, những khẩu súng này có giữ lại được không? Đợi khi nào qua trại, bắt thêm một số người. Chỉ cần có người là sẽ có súng. Chỉ cần núi Phượng Dĩ của ô cũ vẫn còn đó. Cụ già thật lợi hại. Lợi hại cái rắm. Nếu thật sự lợi hại, tôi còn phải đến Bác Diện Sơn sao? Hôm nay tao phải bắn chết chúng mày. Lão Chu, Lão Chu, hai người bỏ tôi ra. Lão Chu, bình tĩnh. Lão Chu, bình tĩnh. Lão Chu, Lão Chu, bình tĩnh. Hai người thả tôi ra, thả tôi ra. Lão Chu, Lão Chu, đừng chặn. Anh đang làm cái gì vậy? Bọn họ giết chết em trai tôi. Tôi biết cậu đã thỏa thuận với thổ phỉ. Chu Đại Lâm tôi không đồng ý. Chúng tôi đến từng tay để trấn áp thổ phỉ. Hôm nay tôi... Cậu làm trò gì vậy? Định giết hết thổ phỉ hả? Vậy cậu có gì khác thổ phỉ? Thổ phỉ có gì khác với quốc dân đảng? Anh đang ở dưới cờ của bọn cướp. Anh lấy công trả thù riêng. Chu Đại Lâm, tôi xem thường anh. Tôi không cần cậu phải xem trọng. Tiểu Đông, có. Đưa anh ta đi. Dân, những người khác nhanh chóng rời khỏi đây. Ô Cửu đang ở bên ngoài. Đi. Đứng yên. Đứng yên. Có tin tốt Trung Nguyên. Có gì mà tốt lành? Đám người lưu lang đã được giải cứu. Thật không? Trung Nguyên, cậu phải đóng khung bức điện này. Để sau này con trai lớn lên, phải cho nó biết về những ngày tháng hào hùng này. Được được, đưa cho tôi. Gọi ngay cho chỉ huy. Cho tôi gặp chỉ huy. Lão Dương, Tư Đồ Huệ ở đâu? Tại sao không có Tư Đồ Huệ? Tiểu Hạ sao? Dân dân. Chỉ huy gọi. Chỉ huy, tôi là Hạ Trung Nguyên. Đội đã giải cứu ba con tin. Nhưng Tư Đồ Huệ không nằm trong số đó. Anh đang chờ báo cáo của tôi. Cậu phải tìm ra Tư Đồ Huệ. Dân, chúng tôi sẽ lập tức gửi một bức điện để xác minh tình hình. Chúng tôi làm mất ngời rồi. Anh trừng phạt chúng tôi đi. Cửu già, Cửu già trừng phạt chúng tôi đi. Ô Cửu tôi nằm đó làm thổ phỉ chỉ với một con dao. Không thể ngờ phải làm lại lần nữa. Giải phóng quân đã phá hủy núi Phượng Dĩ của tôi, giết lão nhị và lão tam. Mối hận này không thể bỏ qua được. Đi truyền tin tới tất cả làng trại ở đây đều biết. Ô Cửu tôi hôm nay sẽ chiến đấu đến cùng. Dân, bọn họ sẽ quay lại sớm thôi. Tôi sẽ làm cho con đường này mỗi bước đều thấy máu, mỗi khúc đều có người chết. Tình hình thế nào rồi? Đã tìm kiếm quanh khu vực này, không tìm thấy dấu vết của Tư Đồ Huệ. Với thế lực của cô ấy, chỉ có thể đến được đây thôi. Anh có muốn xin hỗ trợ từ quân đội không? Tôi vừa nói gì? Tắt hết đài đi. Đại quý, tìm kỹ khu vực này một lần nữa. Dân, đội trưởng U, trưởng ban bí mật, tư lệnh quân đội đang thực hiện kế hoạch khuất phục thổ phỉ. Có lẽ họ đã tới Bác Diện Sơn. Lão Hồ, Hồng Gia, lá thư này là thật. Mọi người ở đây đều có thể là giả. Bức thư nói ủy viên là một thiếu tướng, chức danh không nhỏ.
Ý ngài là nên gặp anh ta. Hồng Gia thông minh. Hồng Gia, không phải chúng ta đã nói sẽ không quay đầu lại sao? Ô Cũ truyền tin gì? Có thể là đã thiệt hại nặng nề. Tôi nghe nói anh ta mất cả tá súng. Có ba khẩu súng nhanh và một khẩu súng ngắn. Thật là phá sản chi tử. Cái này có là gì? Để sau khi con xuống núi, khi trở về con sẽ đem theo nó về. Vậy nó là của chúng ta rồi. Cậu xem, Hồ Hồ nói Ô Cũ đã lên núi thì đều là anh em của chúng ta. Cái gì mà của tôi của anh? Lão Tam. Dân, người này sắp đến rồi. Tiếp khách đi, con đi thu xếp đi. Dân. Hồng Gia, Ô Cũ lên núi không giác dao. Ô Cũ này giống như Lữ Bố trong Hí Khúc. Lên núi cậy nhờ chỉ có mấy người. Bày trận đao không có tác dụng gì với cậu ta. Dân, người này không thể giữ lại. Cậu đừng lo, cậu ta là Lữ Bố. Tôi không phải Đồng Trác. Đừng lo lắng về điều này. Hồng Gia, thế đạo càng ngày càng khó. Bác Diễn Sơn chúng ta thật sự cần Ô Cũ. Mặc dù Tam Nhi rất dũng mãnh, nhưng chỉ mong tâm địa nó có thể độc ác hơn, trứng áp đám đông. Khó đấy. Tôi cũng đang lo lắng về điều này. Gia sản của ông sẽ được truyền cho Tam Nhi. Ô Cũ chắc chắn sẽ ganh tị. Đến lúc đó, nếu cậu ta đến tham dự cuộc vui, cục diện chắc chắn sẽ không dễ dàng. Cục diện dễ hay khó, đó đều là chuyện của nhà họ Mã, không liên quan tới người khác. Cùng lắm là một lần nữa quay về Bạch Môn Lâu. Cửu gia, các sơn trại đều hồi âm rồi. Họ đồng ý giúp cửu gia tìm người. Được. Tốt. Lần này ông đây chịu thiệt. Nếu không bắt được chúng về thì cái ghế này sợ là không ngồi nổi rồi. Cửu gia, vậy chúng ta đuổi theo hướng nào? Không vội. Ở đây đợi tin đã. Tam sơn cửu trại đều có tai mắt của tôi. Tôi không tin chúng có thể chạy ra ngoài. Tam công, đã nghe ngóng rồi. Là Ô Cũ ở núi Phượng Dĩ truyền tin đến. Nhờ các sơn trại tìm tung tích một đội quan binh cho ông ta. Nghe nói là thù máu. Thù máu. Truyền lệnh của tôi. Đóng cửa trại. Đóng cửa trại. Ủy Di Uông, xin ông hãy bỏ qua cho. Cơ thể không tiện đứng lên để tiếp đón chu đáo. Người hùng của rừng núi Giang Bạch luôn ngưỡng mộ. Bách đào trận này là nghi thức chào đón quý khách của người miền núi chúng tôi. Ủy Di Dương là người can đảm khí thế. Bái phục. Bái phục. Hồng Gia, tôi đoán Bác Diện Sơn này lâu rồi chưa có khách quý tới thăm đúng không? Bách đào trận này của ông có 13 con dao đã bị rỉ. Nếu không có ánh mặt trời chiếu rọi, khó mà có thể nhận ra. Ủy viên không thể nhìn nhầm được. Tam Nhi đi kiểm tra đi.
Con dao của ai chưa được đánh bóng? Chặt tay người đó cho ta. Giật. Ủy viên Dương là người đã nhìn thấu thế giới. Không dám, không dám. Giang Bạch học quân sự ở Đức, đánh bại ma quỷ ở Hán Khẩu. Ủy viên Dương đặc biệt tới đây, có chuyện gì vậy? Tôi nghe tin quân cộng sản vào núi để diệt trừ anh hùng khởi nghĩa. Đó là mơ mộng hão huyền. Chính phủ quốc dân đảng đối với người dân miền núi là vô cùng yêu quý. Trong những trường hợp như vậy, lẽ ra phải cử quân đội bảo vệ. Tình hình không thuận lợi, Tổng tư lệnh Bạch Sùng Hy lệnh Giang Bạch lên núi để cung cấp vũ khí bảo vệ cho ông. Cho chúng tôi. Đúng rồi. Có bao nhiêu súng? Đều là súng tốt, súng mới. Bao nhiêu khẩu? Phụ thuộc vào lòng ham muốn của bác Diệt Sơn. Chim quàng oanh không tự nhiên mà bay, con mãng xà không vô cớ mà trượt. Ủy viên Bạch trưởng quan có yêu cầu gì? Cứ nói ra đi. Trung đội trưởng Trương, tôi giao nhiệm vụ hộ tống họ cho cậu. Tôi sẽ báo cáo trung đoàn để họ tiếp ứng cho cậu. Không còn cách nào khác, người của tôi quá ít. Lại nữa rồi. Sao mà âm thanh này giống trong đám tang thế chứ? Có vẻ như âm thanh này không giống trước đây. Dù sao thì cũng không phải chuyện gì tốt lành. Trung đội trưởng Trương, có vấn đề. Âm thanh đó phát từ nơi chúng ta vừa đi qua. Vừa rồi không có ai ở đó. Có khi nào có người đang truyền tin? Cậu cũng nghĩ như vậy sao? Chúng ta phải tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi đây. Rõ. Đúng đúng. Mọi người chú ý, tăng tốc, nhanh. Lão Dương, quân đội đi tiếp ứng nên liên lạc với nhau. Theo báo cáo của Đinh Lập Phong, họ vẫn chưa liên lạc được. Anh nghĩ sao về quan điểm của tình báo quân khu? Lần này quốc dân đảng điều động tiểu đội nhảy dù, có phải vì Tư Đồ Huệ? Có lẽ là vậy. Đương nhiên là vì vị trí của Tư Đồ tiên sinh rất quan trọng. Quốc dân đảng lấy con gái ông ta ra để làm cái cớ, không phải là không có khả năng. Thật là quỷ kế đa đoan. Có thể là phong cách nhất quán của quốc dân đảng. Gần đến lúc gửi báo cáo, nhắc nhở Đinh Lập Phong, nhắc cậu ta phải chú ý. Cậu ta quá tự tin. Lần này quốc dân đảng phái người đến không phải là lính bình thường. Chú Mãn, chú có tin tức gì bên ngoài không? Ô Cửu, thủ lĩnh của thổ phỉ núi Phượng Dĩ, đã thổi còi báo hiệu, kêu gọi mọi người giúp họ tìm kiếm một nhóm chiến sĩ. Phi Long trại chúng tôi đã đóng cửa để tránh khỏi tai họa. Đó có thể là người của chúng tôi. Tôi phải đi tìm họ. Cô gái này, cô đã bị thương như thế. Sau khi ra cổng, cô có thể đi được bao xa chứ? Chưa kể, cô có thể tìm họ ở đâu? Nhanh lên. Đội trưởng, đội trưởng, thời gian đến rồi. Báo cáo trung đoàn. Dương Quý, Cửu Cửu, cảnh giác. Rõ.
Mọi người đi mau. Chính ủy, đi nhanh đi. Đi đi. Mau leo lên. Đội trưởng, tôi thật sự không thể đi được. Tôi không thể đi. Không, hãy đi cùng nhau. Tôi sẽ cõng cậu. Thế này hai chúng ta chẳng ai đi được. Mau bảo vệ chính ủy. Đưa cho tôi một quả lựu đạn. Bọn cướp ở đây, tôi có cách xử lý. Nhanh. Mau đi đi. Đi đi. Đội trưởng, điện tín từ trung đoàn, lực lượng ứng cứu đã đến địa điểm đã định, nhưng chính ủy Lưu đã không đến. Không đúng, đáng lẽ họ đến lâu rồi. Tiếng kèn buổi chiều. Sao? Đó là âm thanh báo hiệu cuộc săn. Âm thanh báo hiệu cuộc săn có nghĩa là sao? Đi săn có nghĩa là tất cả thổ phỉ trên núi gần đó đều đang đuổi theo chiến sĩ của các cậu. Cái gì? Chính ủy Lưu, bọn họ rất nguy hiểm. Chỉ cần là âm thanh này, người của các cậu rất khó để trốn thoát. Vậy chúng ta phải mau tìm cách cứu chính ủy Lưu. Nếu anh không đến cứu, nhất định sẽ gây to. Đúng vậy, nhanh lên, câm miệng. Xin chỉ thị trung đoàn, cứ nói kế hoạch của chúng ta có thay đổi, muốn lên núi tìm kiếm. Chờ đợi, chờ đợi, chỉ biết chờ đợi. Tôi không biết đi vào núi để tìm. Họ có biết cách chủ động tìm kiếm không? Cậu có biết đồng đội của cậu bây giờ đang ở nơi nguy hiểm nhất không? Truyền lệnh. Ngoài những người canh gác, những người còn lại lập tức lên núi. Rõ. Có phải họ bị chuyện gì giữ chân không? Bị cái gì chứ? Bị chủ nghĩa quan liêu. Bỏ lỡ thời gian tiếp ứng 2 tiếng đồng hồ mới báo cáo. Tam doanh trưởng này, khi nào về tôi nhất định phải cách chức cậu ta. Lão Dương à, tôi biết anh lo cho tôi, nhưng họ cũng đang đợi thời gian ra lệnh mà. Tôi, đội trưởng Đinh gửi điện báo. Đinh Lập Phong nói gì? Chính ủy Lưu không đi cùng họ. Họ muốn ra ngoài tìm chính ủy Lưu. Không được, cậu ta nhất định phải tìm kiếm Tư Đồ Huệ. Rõ, Trung Nguyên. Đinh Lập Phong rất thân với Lưu Lan. Để họ đi đi. Không, điều đó chắc chắn không được. Rõ, không. Đầu anh nghĩ gì vậy? Nhiệm vụ quân khu giao cho chúng ta là đi tìm Tư Đồ Huệ, không phải đi tìm vợ Hạ Trung Nguyên tôi. Tư Đồ Huệ quan trọng, vợ của cậu không quan trọng. Lỡ như có bất trắc xảy ra, cả đời này cậu có hối cũng không kịp. Đừng nói nữa. Lưu Lan là vợ tôi, nhưng cô ấy có phải là chính ủy của đoàn nghệ thuật không? Có phải giải phóng quân không? Tôi có nên tuân theo mệnh lệnh không? Những chiến sĩ khác có thể giàu sinh ra tử, đầu rơi máu chảy, thì cô ấy cũng thế. Hồ đồ. Trung Nguyên, Lưu Lan bây giờ không phải một mình. Cô ấy đang mang thai đứa con của cậu. Câm miệng cho tôi. Xin lỗi. Điện báo Đinh Lập Phong, bảo cậu ta tiếp tục tìm kiếm Tư Đồ Huệ, không cho phép chùn bước. Nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 21. Rõ. Đội trưởng, trung đoàn điện báo không cho chúng ta ra khỏi núi, bảo chúng ta tiếp tục tìm kiếm Tư Đồ Huệ. Tôi không nhận.
Đội trưởng, cô mà nói nữa, có tin tôi đập nát nó không? Đội trưởng Đình. Sao? Anh cũng phản đối? Và anh dẫn dắt cả đội, còn tôi sẽ cứu chị dâu của tôi. Thật sự, tôi cũng muốn cứu chị dâu. Nhưng chính ỷ Lù, nếu biết rằng anh mặc kệ Tư Đồ Huệ, cô ấy sẽ đi với cậu chứ? Cô ấy không thể đi với cậu. Tôi có trăm sai ngàn sai, cũng sẽ không để chị ấy một mình. Tôi phải đi cứu chị ấy. Trước khi mọi thứ rõ ràng, cậu không được thay đổi. Cậu dẫn dắt cả đội như thế nào? Mấy chục con người chúng tôi và cả tính mạng Tư Đồ Huệ đều nằm trong tay cậu. Cậu có thể bình tĩnh lại được không? Không ai biết chị dâu sống hay chết. Anh nói tôi bình tĩnh thế nào? Tư Đồ Huệ và chính ỷ Lưu cùng với các đồng chí giang công khác không giống nhau. Nhiệm vụ của sở chỉ huy trung đoàn rất rõ ràng. Chúng ta phải cứu Tư Đồ Huệ. Chính ỷ Lưu là vợ của thủ trưởng Hạ, vẫn đang có thai. Thủ trưởng vẫn ra lệnh cho chúng ta tìm kiếm Tư Đồ Huệ. Từ thái độ của lãnh đạo, cậu có thể thấy nhiệm vụ nào rất quan trọng. Cậu nói xem, cái nào quan trọng? Cậu quyết định đi. Báo cáo trung đoàn, nói chúng ta tiếp tục lên núi tìm kiếm Tư Đồ Huệ. Rõ. Không nói, tao đánh chết mày. Không nói này, không nói này, không nói này, không nói này, không nói này. Nói không? Mày có nói không? Súng ở đâu? Bọn mày đã đi đâu? Giấu súng của lão tử ở đâu? Tôi không biết. Tao bắn chết mày. Cứng miệng à? Được. Nào, xem miệng của mày cứng hay dao của lão tử cứng. Chính ủy, ngồi nghỉ một chút đã. Không biết trung đội trưởng Trương thế nào rồi. Chính ủy đừng lo lắng, trung đội trưởng Trương có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ thoát được. Chính ủy, chính ủy, tôi tìm thấy trại ở phía trước, chúng ta vào đó trốn. Khoan đã. Không được, đó là phi long trại, chúng ta không thể vào. Tại sao? Phi Long trại có nhiều quy tắc. Họ trước giờ không cho quan binh vào trại. Chúng ta là quan binh. Quan binh gì chứ? Chúng ta là giải phóng quân, là những người lính của nhân dân. Điều này phổ biến với mọi người ở khắp mọi nơi. Không, không giống. Đây là trên núi. Trên núi thì sao? Ngọn núi này không phải còn có cơ sở cách mạng của chúng ta sao? Không được. Đằng sau chúng ta là thổ phỉ, không thể làm hại mọi người. Giờ thì sao? Chúng ta không có nơi nào khác để đi. Thổ phỉ làm. Đây là dấu vết của bọn chúng. Đội trưởng, bắt tù binh cộng sản. Đội trưởng. Trung đội trưởng trung đội cảnh vệ sư đoàn 109, có phải các bạn đã hộ tống Tư Đồ Huệ lần này không? Để tôi kiểm tra cậu. Anh không phải tốn sức nữa. Anh không thấy rằng người này đã bị bỏ lại, bị bọn cướp dọa sợ? Được rồi, tôi sẽ giải quyết cậu ta. Đừng lãng phí đạn của tôi. Người này không thể sống được quá mấy phút. Làm ơn cướp súng đi. Đi. Một phút đối với chúng ta cũng nguy hiểm.
Một người lính thật sự chiến đấu với kiếm và súng thật sự trên chiến trường, vậy mới là lý tưởng, không phải như bây giờ. Đây là chiến trường. Chỉ cần cậu ta còn sống thì sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta. Ở nơi ma quái này, tôi thậm chí không biết mình sẽ đi đâu tiếp. Cậu ta có thể tiết lộ điều gì? Tôi nói cho anh biết, quân đội cộng sản nên biết đến sự hiện diện của chúng ta. Tình báo quân đội cộng sản đã được gài vào hệ thống của chúng ta. Chúng ta đã thua bao nhiêu trận trong những năm qua? Anh là một đặc vụ của sở mặc vụ, vậy mà không hiểu điều này. Đội trưởng, đừng quá nhân từ vào những thời điểm quan trọng, sẽ gây hại tới tính mạng của tất cả chúng ta. Dừng tay. Lão tử đến từ sở mật vụ, được quyền quyết định sống chết của hắn. Nhưng bây giờ anh là lực lượng đặc nhiệm quân đội 122, là cấp dưới của tôi, phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tôi không quan tâm đến sống chết của các người này. Điều tôi quan tâm là hành động của anh đã vi phạm kỷ luật của quân đội chính quy trên chiến trường. Nếu anh dám bắn, tôi sẽ giết chết anh. Bắn đi. Vậy sao? Không tin thì cứ thử. Đừng lấy cái chết ra đe dọa tôi. Bắn sau lưng tôi đi. Tôi sợ làm bẩn súng của mình. Bây giờ vẫn còn cách Phi Long Trại 7 km. Nếu tôi đồ hệ ở đó, cô ấy sẽ rời khỏi đó bất cứ lúc nào. Thằng cha này ở đây lâu quá, làm chậm trễ thời gian. Tất cả nghe lệnh, mà đi về phía trước. Rõ. Lão tử đến từ sở mật vụ, được quyền quyết định sự sống và cái chết của hắn. Anh không thấy rằng người này đã bị thương như vậy sao? Cô gái, cô đừng lo lắng. Vết thương hiện tại của cô không thể xuống núi. Chờ cổng trại mở, tôi sẽ tìm giải phóng quân giúp cô, để họ đến đón cô. Mạn thúc, thúc thật tốt với giải phóng quân chúng cháu. Không giấu gì cô, chúng tôi biết ơn giải phóng quân. Trước đây Sơn Nha Tử bị bệnh nặng, nhờ giải phóng quân mà nó được cứu sống. Người miền núi có ơn tất báo, cái này chúng tôi nhất định sẽ báo đáp. Trại nào cũng có cổng sâu như vậy, dùng trong trường hợp khẩn cấp. Chúng ta có thể tạm thời ẩn nấp, tìm thứ gì đó để ăn. Vì có làm hại mọi người không? Cẩn thận chút, không ai biết rằng chúng ta đã vào đây. Chính ủy. Được, đi. Đi. Đã vào Phi Long Trại. Cậu nhìn thấy rõ không? Tôi không chắc liệu họ có vào hay không. Cổng Phi Long Trại đã đóng, nhưng những nữ binh đó vừa chạy ra khỏi kho lương thực, không để lại dấu vết gì. Được. Tới Phi Long Trại tìm người. Cửu gia, Lâm Văn Báo đó không dễ khiêu khích. Chúng ta đã truyền tin trước rồi. Nếu có người dám giúp đỡ bọn họ thì sẽ là kẻ thù của ô cũ này. Nếu Long Tam Công này dám phạm phải, tôi sẽ san bằng Phi Long Trại của ông ta. Tôi cho rằng con trai của ông ta cũng không dám phá vỡ quy tắc. Đi. Tiếp tục đi. Cái đồ bé tí này, đài phát thanh. Đúng, đài phát thanh. Có thể lấy súng cho bác Diệt Sơn sao? Đương nhiên. Tư lệnh Bạch đang mong chờ tin vui từ chúng ta. Chỉ cần liên lạc thành công, họ sẵn sàng điều máy bay gửi súng và đạn dược cho chúng ta.
Những thứ bên ngoài đều tốt. Nhưng chúng tôi cũng có sần truyền tin. Chỉ một câu đưa thư, cả trăm năm nay cũng không chậm trễ gì. Hồng gia vô dụng tắc cư, ôn bạch khâm phục. Nhưng những thứ này được tạo ra, chúng chắc chắn là có ích. Cha, trên thư nói Ô Cửu ngất xỉu, có người mang tới Phi Long trại. Cái gì? Người mà hắn đang đuổi hình như đã vào Phi Long trại. Không thể nào. Long Tam nhát như chuột, không bao giờ dám vi phạm quy tắc của Phi Long trại. Ô Cửu tìm cớ vào Phi Long trại. Cậu ta và con trai của Long Tam Công là đối thủ. Truyền tình ngăn cậu ta lại. Bây giờ giải phóng quân đang đàn áp lãnh thổ, nhà ta không thể làm rối tay rối chân họ. Dừng. Tôi sợ cậu ta không nghe, cử người xuống núi. Phải đi bộ mất 2 ngày. Tôi sợ. Lập tức đi ngay. Dừng. Được. Hồng gia, tôi yêu cầu Tư lệnh Bạch tiếp tế thêm vài đợt nữa. Cách này có thể giúp Hồng gia sau này lãnh đạo mọi người, cũng không cần phải vất vả như vậy. Ủy viên Dương chê cười rồi. Lão Hồ, đưa ủy viên lên núi chiêm ngưỡng phong cảnh Bát Diệt Sơn. Ở nơi khác không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy đâu. Cũ gia, để đến Phi Long trại chúng ta phải làm gì? Theo lệ cúng núi trước. Đi. Tam Công, hãy để tôi tìm Long Văn Báo. Chỉ có anh ta mới khiến Ô Cửu tha cho chúng ta. Chúng ta không phá vỡ quy tắc. Ô Cửu dựa vào cái gì mà không bỏ qua? Tam Công, không được để Ô Cửu vào đây. Tôi nghe nói họ đã tấn công Tường Giang trại. Chúng ta quyết chiến với anh ta. Đúng, quyết chiến với anh ta. Quyết chiến với bọn họ. Quyết chiến. Đi. Long Tam Công, mở cổng đi. Phi Long trại tiếp đón khách khứa như vậy sao? Tôi không muốn ngẩng đầu nói chuyện như vậy đâu. Ô Cửu, Phi Long trại và cậu không thù không oán, sao cậu lại phá vỡ quy tắc? Kẻ thù của tôi đã vào trại của ông. Phi Long trại đã đóng cửa từ hôm qua, không thể có người ngoài vào. Vậy ý của ông là anh em của tôi mắt mù phải không? Vậy ông xuống đây, móc mắt họ ra giúp tôi. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng còi của cậu. Cậu đang tìm kiếm một vài người lính. Đúng. Và một số nữ binh. Quy tắc tổ tiên Phi Long trại chúng tôi không cho phép quân nhân bước vào, chưa từng thay đổi hàng trăm năm nay. Long Tam Công ta không dám phá vỡ quy tắc này. Chuyện này tôi không tin ông. Vậy cậu là muốn diện cớ làm khó dễ Phi Long trại? Sao có thể chứ? Tôi và con trai Long Văn Báo của ông đều là những người sống trên ngọn núi này, làm sao nói cũng có vài phần giao hữu. Sao tôi lại muốn làm khó dễ Phi Long trại chứ? Như vậy đi, nếu như ông thả những nữ binh này ra, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Không giao người ra thì cậu không khách khí đúng chứ? Đương nhiên rồi. Vậy thì giờ cậu được khách khí nữa. Xong lên đi. Xem Phi Long trại có sợ hay không. Chính ủy, chị lại đau bụng rồi. Phải làm sao đây? Không sao. Không sao đâu.
Em bé đạp như vậy chứng tỏ rất khỏe mạnh. Tôi thấy yên tâm rồi. Không xong rồi. Thổ phỉ đã đuổi đến kho lương thực. Lâm Tâm Công, ông đừng cho rằng tôi coi trọng con trai ông. Cho phép ông trong một giờ, nếu không thả ra, tôi sẽ cho phi lông trại tắm máu tanh. Tam Công, phải làm sao đây? Nhanh dẫn người đến kho, tìm người gì đây? Dân. Hai người qua sân bên kia xem. Dân, đi. Hai cậu đi theo tôi. Dân. Cô gái nhanh lên. Đứng dậy. Thổ phỉ tấn công vào trại. Tôi phải dẫn cô đi. Từ từ đã. Cô gái, có chuyện gì vậy? Cô không thể đi được. Họ mà phát hiện ra thì xong đời. Tôi phải giấu cô. Nào. Tiểu Lý à? Chính ủy. Có chuyện gì vậy? Lòng Tâm Công đã quay về từ đường. Xem ra thủ phỉ đã bao dây trại. Không được, chúng ta phải ra ngoài, không thể trốn ở đây. Đi đâu? Tìm người dân. Không được, tuyệt đối không được. Họ sẽ giao chúng ta cho thủ phỉ. Phải tin tưởng người dân. Thủ phỉ muốn giết chúng ta, người dân ở đây sẽ không giao chúng ta cho bọn họ. Lỡ như nếu chúng ta trốn ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới người dân, chí ít thì chúng ta phải cho họ một cơ hội để quyết định vậy. Chính ủy, lỡ như họ không giác ngộ, cô thậm chí còn không có lòng tin sao? Người trên núi không giống như người dân bên ngoài. Có gì khác biệt chứ? Đều là người thiện lương, người dứt giả. Không phải là gì tôi sợ lỡ như sao? Nếu chẳng may, vậy chúng ta phải làm sao? Tiểu Lệ à, dù hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ mạng sống người dân. Giải phóng quân thật sự không phải chỉ ở trên sân khấu. Xuống ăn một chút đi. Dương Ba Tử, thầy ca. Rõ. Đội trưởng, thổ phỉ vẫn ở bên ngoài cổng trại. Không biết đang đợi cái gì. Quân khu gọi tới. Quân đội lại thúc giục quảng bá. Quân đội cộng sản đang điều động quân đội. Hình như phong tỏa sân bay Chi Giang. Không đúng. Theo kế hoạch tác chiến gần đây của quân đội cộng sản, họ không nên di chuyển theo hướng này. Tại sao? Quân đội cộng sản đã tìm kiếm tư lệnh Bạch chủ lực quyết chiến. Quân đội ta phải sắp xếp sân bay Chi Giang thành nơi tập kết quân đội. Hiện giờ nhanh chóng bảo vệ sân bay Chi Giang. Vậy không phải là mục tiêu sẽ bại lộ sao? Chỉ huy, điện thoại từ Bắc Bình, hỏi về Tư Đồ Hệ và cuộc giải cứu những chiến sĩ bị bắt cóc. Có cần phải gọi điện thoại cho Trung đoàn 79 không? Đừng. Đừng tạo áp lực cho họ nữa. Hạ Trung Nguyên bây giờ khổ sở hơn bất cứ ai. Tôi nghe nói vợ nấy đang mang thai. Đúng. Cứ trả lời Bắc Bình, nói chúng ta vẫn đang tiến hành giải cứu. Rõ. Cho tôi gặp tham mưu trưởng Lưu. Lão Tiếu. Lão Lưu. Thời gian sắp hết rồi. Nếu Tư Đồ Huệ rơi vào tay Quốc Dân Đảng, chúng ta không thể giải thích với thủ tướng. Tôi thấy hay là chúng ta giành lấy sân bay Chi Giang trước. Sân bay Chi Giang. Đúng. Bởi vì họ chỉ có thể rời khỏi sân bay Chi Giang nếu chúng ta giành lại sân bay Chi Giang. Nhưng Lão Tiếu à, kế hoạch chiến đấu của chúng ta phải được thủ trưởng quân ủy đồng ý. Thay đổi như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch. Mái tóc này đã bị người ta túm lấy rồi. Tôi thấy
Quyết định như vậy đi. Anh nghĩ về kế hoạch tác chiến. Tôi báo cáo với quân ủy. Sao vậy? Đội trưởng, sao vậy? Hình như chúng ta đi sai đường. Đúng mà. Ngọn núi này là đường đến sân bay Chi Giang mà. Đúng. Nếu Tư Đồ Huệ rơi vào tay quốc dân đảng thì nên đi theo hướng này. Nhưng cô ấy sẽ không rơi vào tay bọn họ. Điện tín từ trung đoàn đã nói rõ. Quốc dân đảng điều động một nhóm binh lính nhảy dù. Chúng ta cũng phát hiện ra dấu vết phục kích của quân đội chuyên nghiệp. Đội trưởng, tôi thắc mắc liệu cô ấy có rơi vào tay thổ phỉ. Không đâu. Nếu họ bắt được Tư Đồ Huệ thì sẽ không truyền tin nhiều như vậy. Ông chắc chắn? Chắc chắn. Liệu cô ấy có bị lạc một mình không? Xác suất tìm thấy cô ấy quá thấp. Tỷ lệ thấp là gì? Nói anh cũng không hiểu. Tôi linh cảm họ vẫn đang ở trên núi. Đội trưởng, anh vẫn lo lắng cho chị dâu. Đó chỉ là linh cảm của tôi. Đội trưởng, nhìn kìa. Nhìn kìa. Đi. Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Tư Đồ Huệ. Phi Long Trại. Phi Long Trại. Trung đội trưởng Đại Lâm. Đợi nãy. Xuất phát. Rõ. Tam Công, đã tìm thấy họ. Khi đưa họ vào, có ai nhìn thấy không? Không. Chúng tôi đã đi vào bằng đường nhỏ. Dẫn bọn họ vào đây. Rõ. Đưa vào đây. Nhanh lên. Nhanh vào bên trong. Nhanh lên. Cô nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đồng chí, chúng tôi là giải phóng quân. Có từng nghe nói đến không? Phi Long Trại bị bao phủ bởi hồng chỉ lục chỉ, còn có cả cờ đỏ. Đúng đúng. Thị trấn Bàn Long là trung đoàn của chúng tôi. Hồng chỉ lục chỉ là khẩu hiệu của chúng tôi. Chúng tôi ở đây để trấn áp thổ phỉ. Vậy thì các người đến không đúng chỗ. Người ở Phi Long Trại đều thiện lương. Thổ phỉ đã tấn công chúng tôi, truy đuổi chúng tôi tới tận đây. Họ ở ngay bên ngoài cổng trại. Chúng tôi biết. Bởi vậy tôi muốn đến để trao đổi với các ông, xem nên làm gì. Lão Chu, bỏ tôi xuống. Tôi có thể tự đi. Im đi, nằm xuống cho tôi. Chỉ cần nằm xuống. Cô không sao chứ? Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Hay là cô tạm thời ẩn nấp. Chúng tôi sẽ đến đón cô sau. Không sao đội trưởng, tôi có thể đi được. Đi. Còn làm được gì nữa?
Thổ phỉ muốn các người. Không được. Tam công lão gia, ông không thể thả chúng tôi cho bọn họ. Họ là hổ báo ăn thịt người. Cậu là người miền núi. Tôi đến từ bàn dân trại. Cha tôi là Lý Kính Sơn. Vậy tại sao cậu lại ở cùng quân lính? Còn mặc cả quần áo của bọn họ. Tôi cũng là giải phóng quân. Cha cho tôi đến trường Sa học tập. Sau đó tôi tham gia giải phóng quân. Cha cậu thật hồ đồ. Tam công lão gia, nếu như cậu là người miền núi, cậu nên hiểu quy tắc của Phi Long Trại. Đột nhập vào kho lương thực là cậu đang gây hại cho Phi Long Trại. Tam công lão gia, không phải vậy đâu. Giải phóng quân muốn tiêu diệt thổ phỉ là để người dân có cuộc sống yên bình. Vậy được. Ô cũ của núi Phượng Dĩ đang bên ngoài cổng trại. Các người đến giết đi. Núi Phượng Dĩ, thổ phỉ núi Phượng Dĩ bại trận dưới tay giải phóng quân. Bọn họ được chúng tôi thả ra. Đã hiểu. Thảo nào ô cửu không hề mất mạng. Đó là mối thù của các người. Phi Long Trại chúng tôi không liên quan. Các người không thể trốn trong kho lương thực. Ô cửu sẽ không đồng ý. Tam công lão gia, chúng tôi không thể ra ngoài như vậy. Thổ phỉ sẽ giết chúng tôi. Hãy để tiểu tử đó lại đây. Tam công lão gia, tôi nói cho ông hay, người có cái bụng to này là vợ của chỉ huy giải phóng quân. Đứa bé trong bụng là con của thủ lĩnh. Nếu cô ấy chết trong tay thổ phỉ ngoài kia, ông không thoát khỏi liên quan. Tôi đã từng gặp giải phóng quân ở Phi Long Trại. Họ nói rất có đạo lý. Đúng. Phụ nữ và trẻ em chúng tôi đều chết trong tay bọn cướp. Vậy ông nói xem, đạo lý này phải nói thế nào? Hoặc là thế này, ông giao chúng tôi cho họ. Vậy cũng không giống nhau. Tiểu tử, đừng giở trò với tôi. Cậu ra ngoài học được những điều xấu. Tam công lão gia, tôi thề với tổ tiên của mình, những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Ông phải tin tôi. Chính ủy chúng tôi là người tốt. Tôi sẵn sàng hy sinh vì cô ấy. Đứa con trong bụng cô ấy thật sự là... Đúng vậy. Chồng cô ấy là Hạ Trung Nguyên, là chỉ huy trung đoàn 79 giải phóng quân. Nếu tôi dám lừa dối Tam công lão gia, tôi sẽ bị trăm ngàn con rắn cắn chết. Vào đi. Những điều dân này, chúng ta đã nói nhiều như vậy, tại sao vẫn giam giữ chúng ta? Họ không phải là điều dân. Họ không cho chúng ta ra ngoài là đã phải chịu rất nhiều áp lực. Họ là những người tốt. Người tốt mà không cho chúng ta ra ngoài. Ngay cả khi họ thả chúng ta ra, thì chúng ta cũng không có nơi để đi. Tôi không biết đội trưởng Đinh bọn họ đang ở đâu. Mạng Thúc, thế nào rồi? Ba quân nhân bị bắt, trong đó có một người phụ nữ mang thai. Đó có phải là người cô tìm kiếm không? Vâng, đó chính là chính ủy của chúng tôi. Cô ấy thế nào rồi? Được Long Tam đưa vào từ đường. Ưu cửu bị chặn ở ngoài cổng trại. Tôi thật sự không biết Long Tam Công có thả bọn họ ra ngoài không. Không được, chú đưa tôi đi cứu bọn họ. Cô đi cũng sẽ bị bọn họ bắt lại. Họ đã phá vỡ quy tắc của trại. Ô cũ đang đứng đợi ở cửa. Dù sao thì tôi cũng phải cứu họ. Tôi thà chết cùng họ còn hơn. Mạn Thúc, Mạn Thúc, đây, ra ngay đây. Cô gái, cô nhất định không được ra ngoài. Tôi sẽ giữ cổng. Các anh em, đã đến lúc. Xông lên cho tôi. Ai phá vỡ được kho lương thực thì tôi sẽ thưởng to. Anh em, xông lên. Xông lên.
Đội trưởng Tình, ông cụ đang tấn công Phi Long trại. Tiểu Phạm, cậu và trung đội trưởng tạm trốn ở đây, những người khác đi cùng tôi. Đội trưởng, trung đội trưởng, trung đội trưởng, trung đội trưởng. Đội trưởng, nếu anh không cho tôi đi cùng, tôi sẽ chết ngay tại đây. Đưa vũ khí cho anh ấy. Người khác kiểm tra vũ khí. Nhanh nhanh, có người ở trên. Nhanh lên, nhanh lên. Mấy người nhanh lên, nhanh. Cậu mà lên núi báo tử, tìm Hà Báo. Dân, nhanh, nhanh lên. Tại sao thổ phỉ vẫn còn lựu đạn? Mọi người nghe, tại sao thổ phỉ vẫn còn cả súng trường? Thổ phỉ ở đây lợi hại như vậy sao? Trại có thể giữ được không? Nếu như không giữ được, nếu bọn cướp xông vào, chúng ta cùng chiến đấu với bọn họ. Đợi chút. Anh à, anh thả chúng tôi ra đi. Cả ba chúng tôi đều biết bắn súng. Thật đó. Hãy để bọn tôi chống lại thổ phỉ. Dớ dần. Rút. Quả lực khá ác liệt. Họ sử dụng đều là vũ khí Mỹ của chúng ta. Chả trách bọn họ đều là người của chủ tịch Tưởng, được gọi là đại đội trưởng vận tải. Thật là quê mùa, không có lệnh của chỉ huy. Giữ vũ khí tốt như vậy, chỉ huy xung phong đánh. Cậu có muốn lao xuống không? Đến lúc anh ta mất cảnh giác. Vẫn chưa thấy bóng dáng Tư Đồ Huệ. Ngồi yên trên này xem hổ báo đánh nhau. Ai bảo các cậu lẻn vào kho lương thực? Này cậu, chú Mãn, cậu ở đây trông chừng họ à? Dân. Nào nào. Tiểu tử, tiểu tử. Chuyện ngoài ý muốn, ngủ một lát thôi. Chính ủy. Mọi người nhanh lên. Nhanh lên. Tôi ở đây để cứu các người. Cũ cũ, hét lên. Người dân à, mở cửa đi. Thổ phỉ đã bị chúng tôi đuổi đi rồi. Tam công, để ta xem. Đội trưởng, ông ấy là trại trưởng Phi Long trại, tên là Long Tam Công. Long Tam Công, chúng tôi là giải phóng quân. Chúng tôi đến đây để cứu nữ binh. Mọi người có thấy họ không? Không thấy. Nhưng chúng tôi nghe nói họ không có là không có. Các cậu đi khỏi đây nhanh đi. Lão nhân gia, chúng tôi không có ác ý. Ông có thể cho chúng tôi vào trại nghỉ ngơi được không? Quy tắc tổ tiên Phi Long trại, binh lính không bao giờ được phép vào làng. Trại của các ông có quá nhiều luật lệ rồi đó. Chúng tôi có thể không vào, nhưng hy vọng ông có thể thả nữ binh của chúng tôi ra. Không phải tôi đã nói rồi sao? Không có. Tôi không thoải mái khi nói chuyện thế này. Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp không? Trao đổi một chút. Tiểu tử. Tiểu tử. Bên ngoài thế nào rồi? Thổ phỉ có vào không? Tại sao tôi không nghe thấy tiếng súng? Tôi không nhìn thấy gì. Vậy ra ngoài xem. Nhưng bố yêu cầu tôi bảo vệ cô. Tôi đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình. Cậu nhanh lên. Cẩn thận chút. Tránh ra. Tam công, tôi đã tìm khắp làng, không có người ngoài. Không thể nào. Chúng tôi rõ ràng đã thấy họ vào đây. Đại cá tử, cửu cửa, có. Chúng ta tự đi tìm, rõ. Hỗn sực. Không ai được di chuyển, bỏ xuống.
Muốn đến thì đến, muốn tìm thì tìm. Các cậu coi Phi Long Trại của chúng tôi là gì? Long Tam Công, hãy nghe tôi nói. Giải phóng quân bọn họ, đứng lại, quay về. Đây không phải chỗ ông có thể nói chuyện. Tên thổ phỉ thối, lùi lại. Nghe thấy không? Lùi lại. Nghe nói người Miêu coi trọng nghĩa khí và trung thành. Tôi thật sự không nhìn ra đó. Sao nào? Chúng tôi đánh bại thổ phỉ, các người lại lấy súng lấy dao ra chống lại chúng tôi. Có phải hơi quá? Quá vô ơn rồi đấy. Đó là do các người gây rắc rối. Các cậu đánh đuổi ô cửu là ân là tình, là núi là nước. Người dân Phi Long Trại chúng tôi đời đời không quên. Chỉ cần không liên quan tới thổ phỉ, chúng tôi chắc chắn sẽ trả ơn. Nhưng nếu các cậu cho rằng chỉ cần súng và đại bác có thể san bằng dãy núi Thái Hành và ngăn sông, có thể phá vỡ các quy tắc của Phi Long Trại, vậy thì các cậu nhầm rồi. Trừ phi bước qua xác của chúng tôi.